Cá bình thường là có phải là chín là lấy gắp được đúng không? Nhưng đây, cá chép giòn này. Phải dùng thế này này. Đấy, thấy chưa? Đấy. Sướng nhỉ? Thấy được độ giòn của nó chưa mọi người? Không, 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 không. Phải cắt nó ra. Nhiều khi mình đi mua ở chợ hay bị dính cá chép giòn đều lắm. Cá chép giòn này mà muốn ăn lẩu ấy, thái mà mập nha, giống rúng mọi người ạ. Thái tầm con xì như thế này là được, ăn lẩu. Còn cá chép giòn mà ăn thế này không khả thi nhỉ. Không khả thi. Muộn để ăn, ăn kiểu không không gắp được này. Đấy, đây chả gắp được cả, đấy lại nhúng xuống. Một ngày mưa gió anh em mình không đi đâu được mọi người. Nhưng mà may quá vẫn nhớ ra là có một con chép giòn trong tủ mình mua từ Tết ấy. Nhưng mà mình để tủ đá vật chết xong để tủ lá chưa mổ luôn nhá. Chưa mổ biết gì cả. Bây giờ mới bắt đầu mổ. Người ta bảo là cá chép giòn ấy, nếu mà về chưa ăn vội ấy, thì đập chết luôn để vào tủ đá. Thì cái độ giòn nó sẽ vẫn còn giữ được nguyên. Mình vừa cho ra ra đông. Để hôm nay làm thì đã làm được món. Mới thích ăn cá chép giòn om xấu. Vậy cá chép giòn. Nhưng mà mùa này không có xấu. Thì nó om lặng. Ui, cá chép mà vậy xấu quá đây nhở. Câu mà được cái vảy này là cũng sọt, lắm sọt ruột lắm đây này. Đấy, cái này mà chiên xù cũng ngon này. Hôm nay sẽ cho mọi người xem cái cá chép giòn loại 1 nó dai như thế nào. Biết được cái này có phải loại 1 không? Loại 1. Ngày trước mình đã từng mua dính cái là cá chép giòn loại 1 nhưng đều. Đấy, thế nên là bây giờ tí nữa sẽ cho mọi người xem loại 1 ăn nó như nào. Tại vì mình ăn nhiều cái loại này rồi. Tức là cá chép giòn ấy, người ta bắt về. Ví dụ nhà hàng ấy, mình đến nhà hàng hỏi mua chẳng hạn. Người ta, nhà hàng sẽ bắt cá chép giòn từ trong nhà cung cấp đến đúng không? Nhốt ở bể. Đó, nhốt ở bể. Khi con cá chép giòn nó không được ăn động tằm nữa thì nó sẽ bị nhạt dần cái thịt đi mà. Và cái thịt nó sẽ không được giòn nữa. Mặc dù là nó là cá chép giòn loại 1 nhưng mà cứ nhốt ở bể cả tuần không có ai ăn đấy. Có khách đến đấy. Tự dưng có khách đến cá thịt ra, ôi giời khách chửi cho cá nó bị nhão thịt đi rồi đấy. Dễ nhỉ? Cá đông lạnh đánh vậy dễ rồi. Đông, đông đá vẫn lạnh. Cá chép giòn thì thường là ăn được không bị ngấy đâu nhé mọi người. Người ta tại người ta nuôi đàn lợn không ấy nhỉ? Không có công nghiệp mới. Hôm nay sẽ làm một món đặc biệt, siêu đặc biệt luôn. Đồ đạc mình đã chuẩn bị hết rồi nhé mọi người nhá. Bây giờ sẽ làm cái nước sốt, không biết là có ngon không. Nước xấu không biết nó ngon không nhưng mà khá là chua. Thì nó mình sẽ lọc bớt cái nước chua này làm cái cạnh đi. Bây giờ sẽ làm cái nước sốt cá. Xong là tí vào sẽ ăn như kiểu lẩu chép om dưa ấy, đặt bếp ở dưới. Một ít thịt bò vào làm nước sốt cho nó ngọt nước. Đây là chai mắm nhé, không phải coca này. Khách cho mình đến đây rồi, tí nhiều người còn hút coca hay cái hàng mắm.
tiến hành lọc cái này. Mắt đây. Dạ. Ra đây giúp cho anh cái này. Lọc lấy cái nước nó ra. Nước là xấu ra nhá. Tâm cả hai vào nhá. Ok, tâm ơn. Ủa, xanh lẻ luôn. Như kiểu nấu kia ạ. Tao kia rồi. Có kia nữa. Lấy cái kia đây để nếm thử nước xem nó có chua không. Không chua do cả bã mà. Ừ. Cái bã này thì khá là chua. Khá là phải cho cả bã vào. Tại vì nước không thì sợ nó không chua được. Bã chưa ăn được. Với hơi chua chua. Bắt thêm. Giống hệt nấu pịa luôn. Anh ơi, sao anh để cả lá cho nó ra chua hơn. Để cả lá nữa. Đó. Ok, xong đủ độ chua rồi nhá. Để cái vung đây. Chua hết rồi đấy. Đấy. Trên tí cặn chua và cả cặn chua này. Đó. Bây giờ sẽ cho cá vào om. Trước khi lên bếp là sẽ cho cá vào om với cái nước này trước nhá. Ủa, nở ra luôn rồi. Ừ. Cá chép giòn nó hay chín rồi đấy. Ủa, nó xù hết lông lên luôn anh ạ. Xù lên luôn, xù. Nó nở, nó nở ra to đấy. Đâu, thử đại cá xem. Đó. Ok nha mọi người nha, om gần chín con cá thì mình sẽ cho ra nồi. Nồi đặc chủng. Ok. Om gần chín con cá sẽ cho ra nồi đặc chủng nha. Giờ tí nữa mới rộn vào. Hàng cho nó vào luôn cho nó thơm. Trông tí nữa con cá xanh lẻ thôi. Như kiểu nấu kia. Oh. Thơm luôn. Om nữa. Wow, có cá thành màu khá là đẹp rồi mọi người ạ. Ui, ui, dài lắm. À, quên mất cái món đặc biệt. Món này ngon này. Cho vào om nốt. Tại vì trứng nó lâu chín lắm. Lật con cá cái đã. Con cá này thì khá là dài nên là anh em yên tâm. Tí nữa nhấc ra thoải mái luôn. Không bao giờ sợ nó nát. Ăn nó cứ kéo và cắt. Như kiểu một cá pịa xanh lè này. Úi dồi. Đấy, xanh lè. Cứng chưa? Căn bản là mình để thử đá thì nó cũng giảm cái độ ngon của con cá, giảm cái độ giòn nó vẫn. À,
Và bây giờ bắt đầu sẽ cho ra nồi om riêng để cho nhà ăn nhé mọi người nhé. Cái nước nó giống tiệm. Ờ nghe nhỉ. Giống hệt nước tiệm luôn này, xanh lè luôn. Bỏ đây. Anh xay cả thịt rồi ạ. Mà tiệm luôn. À bây giờ mọi người sẽ biết cá chép giòn nó như thế nào nhé. Đây. Tức là con cá chép giòn nó không bị bở đâu anh. Nó chín rồi nhưng mà nó không bị bở. À, nó vẫn dài như thế này cơ mà. Nào đặt nào từ từ. Đó. Đặt nó lên. Ăn dưới trước. Wow. Đấy. Đó. Nó sủi hết lòng mình. Thử đi. Rồi, bây giờ sẽ cho nước tiệm ra. Nước tiệm. Để luôn. Trong công nhận trong cái nồi nước này giống hệt cái nồi nước tiệm hiện ra ấy không ạ? À, giống nước tiệm. Rồi, vào kho. Ok nha mọi người nhá. Bây giờ sẽ cho mọi người xem biết làm sao để con cá chép giòn với cá chép tan khác nhau như thế nào. Mặc dù là cá chép giòn với cá chép tan giống hệt nhau. Tức là con cá chép giòn này, người ta sẽ nuôi lớn đến khoảng tầm độ tuổi nào đấy và bắt đầu sẽ cho ăn cái đậu tằm. Đậu tằm để tạo giòn với cái thịt cá này. Đó, xong khoảng tầm nửa năm sau là người ta sẽ xuất chuồng. Rồi, bây giờ nhá. Cá bình thường là có phải là chín là lấy gắp được đúng không? Nhưng đây, cá chép giòn này. Phải dùng cái này này. Đấy, thấy chưa? Đấy. Ui, sướng nhỉ? Thấy được độ giòn của nó chưa mọi người? Không. Phải cắt nó ra. À, nhiều khi mình đi mua ở chợ hay bị dính cá chép giòn đều lắm. Cá chép giòn này mà muốn ăn lẩu ấy, thái mà mọc ra giống rúng mọi người ạ. Thái tầm con chì như thế này là được, ăn lẩu. Còn cá chép giòn mà ăn cái này không khả thi nhỉ. Không khả thi. Muộn để ăn kiểu không gắp được này. Đấy, chả gắp được à. Đấy, lại nhúng xuống. Đấy. À đấy, cho phụ ra vào, cho phụ ra. Mấy cả mọi người nhá. À, thêm lần đầu tiên mà để được ăn món cá chép giòn, om dưa, muối xanh, om chuối. Đâu cá chép giòn nấu lá sấu, thêm mấy quả sấu nữa thôi. Lá sấu là chủ yếu, độ chua nó tạo từ ngon lắm nhỉ. Bắt đầu xử nó vào. Chút. Wow. Ăn mềm một sáng này Coca. Mời tất cả mọi người nhá. Đây, những cá chép giòn này. Nó giòn. Sật. Ăn như được súp nữa, ngon lắm. Cực kỳ ngon luôn. Sao đấy? Ôi sủi quá. Đầy quá. Không sao cả. Ngon là được. Ngon là được. Em đã ăn được cái đoạn là trứng của cá chép giòn nó có giòn không? Ủa, nhưng mà... Trứng nó không giòn mấy đâu, trứng chưa chín hẳn đâu, chín. Vừa ăn vừa đấy mà, để ăn được cái kia. Đúng đó mọi người ạ. Ngon. Ui, bây giờ mà sấn này không sấn được. Sấn vào để gắp không sấn được. Chẳng bảo hiểu con cá sấu ấy. Tại vì nó giòn lắm mọi người ạ. Chẳng bảo những vị lợn này. Không chọc được vào để mà gắp đâu. Không để gắp được. Cắt. Chín rồi nhưng mà so với cá bình thường đấy. Múc bớt nước ra nhá mọi người nhá. Nó đầy quá. Con này to, con này hơn 4 cân nhá mọi người nhá. Để mình sẽ thử luôn cái nước cái nước lá sấu xem nó sẽ như nào nhá. Giống nước tiệu, trông giống nước tiệu. Đó. Tuyệt vời. Ai
trứng rồi đó. Nắm bông quanh. Ăn luôn bây giờ không bị khô. Ăn mà ăn chua như, đúng không? Ăn như ăn lẩu thế này ăn rất là ngon, om kiểu như om dưa ấy. Wow. Chàn với anh ơi, chàn. Không được gì. Cho nó chàn một tí. Đấy. Chàn lúc là hết. Nó phải sủi trong sụp thế này ăn nó mới sướng. Ừ. Cái trứng này. Trứng nó thì không nó cũng như trứng cá thường thôi. Tại nó không giòn đâu. Còn thịt nó thì đây. Gắp đây nhá, gắp nhá. Gắp thử cho mọi người xem nhá. Đấy, kéo này. Không thể gắp được. Đấy, gắp được nhưng mà phải đấy. Đây, sần này. Hai tay. Không được. Nếu mà sấn ở đây thì không được. Cắt. Phải lấy kéo cắt. Đấy là sự khác biệt giữa cá chép giòn và cá chép thường. Cá chép thường tao lên om thì lấy đũa gẩy cái là được. Đúng là cá chép giòn đấy, thấy chưa? Thấy cái kéo nó sật sật. Đấy. Này, trên lưng nó còn dài hơn. Đấy. Này, cái miếng thịt của nó. Đấy, thấy chưa? Như một cái miếng thịt lợn, thịt ba chỉ ấy. Nó giòn. Nó sật 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 sật. Mùa đông này mà có một tí cá chép giòn này để ăn kiểu này nó nóng hổi. Siêu ngon luôn. Cái này để cả cây. Để cả cây không có chỗ. Không. Nhét vào bụng nó. Nhét vào bụng. Ăn cả nấm cây à? Mà sướng còn nấm đấy, con nấm đấy. Đấy, nhúng nấm vào đây. Nấm nhúng vào đây. Ăn như kiểu ăn lẩu luôn. Ăn kiểu này rất là ngon nhá. Nó đặc biệt. Đặc cấp. Quá là muốn thịt, muốn thịt. Quá là thịt bò. Thịt giòn thì ngon. Thịt bò không thể ngon mà. Mình mua ở tận gốc, nghĩa là giá khá là rẻ, 140.000 một cân. Mà ngày trước mình mua cá chép giòn loại 1, người ta lấy hộ mình đặt mấy bà một triệu em, lấy mình 230.000 về ăn như cá chép tạ, bô phỉ, rất dễ bị lừa. Cũng không phải là do người ta lừa mà cá chép giòn khi bắt lên khỏi chỗ nuôi đậu tằm chỉ tầm một tuần sau là nó thành gần như là cá chép thường, ăn nó không được giòn nữa, thịt nó chỉ giữ được hương vị nữa. Hương vị lúc nào nó đấy không? Nó cũng giòn nhưng mà khoảng độ 2 tuần ấy, thì mới bở. Như cái da của nó. Một tuần vẫn ăn ngon đấy. Cào không lấy được, nó giòn, sấn không sấn được, chọc vào thì được, nó chín rồi đấy, chọc vào được nó sấn, rất là dài. À, ăn hành đi. Đấy. Hành thì ăn lẩu mà đệ rất thích ăn hành luôn mà. Ăn hành thì nó hơi kinh một tí nhưng mà rất là ngon. Mày phải hút một bát nước vào, quên dầu luôn. Thật sự. Ui. Gì thế? Hành sống. Cái chi? Hành sống thì ăn nó kinh, hành chín nó không kinh. Món này phải nên có trong thực đơn của nhà hàng mọi người. Nếu mà nhà hàng làm thì chi món này sẽ tính ra 4 cân. Con cá 4 cân, 44, 16, 41 là 4, 560.000. Con cá này, cộng với phụ gia nữa, ở nhà hàng sẽ bán được tầm 1.2 triệu. Ngon. Nó sẽ rơi vào độ tầm 7 người ăn. 7 người ăn hết con cá này. Cực kỳ ngon luôn. Ngon và đặc trưng. Thử củ trứng ra nhé. Trứng nó đây mọi người. Tao ạ, ngon lắm.
Chúng ăn luôn cái lúc mà trên nồi này nó không bị khô không ạ? Không khô đâu. Còn mà để cho ra ngoài mọi người thì ăn khô khốc luôn đấy. Còn đi. Nó có vị chua chua. Chua chua tuyệt vời. Một tí nước thì quên sầu luôn. Đặc cấp cả chất thật. Có vị chuối này. Chúng ta vào không biết có ngon không. Chuối thì thường sẽ chát. Chát không? Không chát, không chát. Chưa bởi lắm. Ấy, cho cả lúc đủ ra. Nhưng mà ít chỗ quá. Ít chỗ quá mọi người ạ. Nếu mà đủ chỗ cho cả nồi vào. Món là chuối chiên á. Chuối chiên. Chuối chiên thì phải bánh chuối. Bim bim ấy. Bánh chuối chiên.